Chào anh em, đây là chiếc Vario 150. Thì xe này mình vừa câu cái cụm của P-Sit để tắt mở đèn. Cụm zin nó thì không có tắt đèn, thì bên này mình tắt vào để tắt đèn. Còn bên trái này có cái nút để tắt zin ra phía trước cho. Zin này thì không cần thay cầm, chỉ cần khoét một cái nút ở cầm zin và lắp vào thêm để chức năng cho nó tắt zin khi mà mình tắt đèn. Cái này là mình đi dây ở trong nè, có chất cắm hết. Đây là cái tính toan để mà mình khỏi quên xi nhan. Rồi, còn đây là relay dùng cho kèn. Đây là kèn heo la thì đã lắp ở vị trí cũ. Đây có hai cái nè. Anh em có thể nhìn theo mà lắp vào ở vị trí cũ luôn. Một lúc hai cái ở vị trí cũ. Mình sẽ thử cho anh em nghe xem nè. Làm tắt mở đèn nhưng mà không có cắt dây vô này nha. Có nhiều nơi người ta cắt xẻ cái dây này ra rất là xấu, mất thẩm mỹ lắm. Đây là giắc cắm của công tắc ở phía trên xuống nè. Chỉ cần như việc rút ra là xong rồi. Chi mát có khoen đồng bắt vào chắc chắn nha, không có kẹp dây. Rồi sau khi hấp trong máy đạt đến nhiệt độ thì tách chóa ra. Đây, anh em có thể thấy được cái mạch zin của nó đây. Con led nó nhỏ xíu à, cho nên độ sáng nó cũng không có cao. Rồi, còn cái này là cái mạch tăng sáng. Thì cái này chỉ dùng chip XPL HIV6. Thì độ sáng nó cao hơn nhiều, code nó là 20 và pha là 40W. Đây là cái river của nó. Cái mạch này được thiết kế là mấy cái giắc cắm luôn nha, rất là tiện, không cần phải hàn dây, chỉ phải cắm vào như vậy thôi là đúng rồi. Quan trọng là mình coi cái dây nó đúng chiều nó được rồi đó, cố định lại bằng dây rút. Rồi, cái này là sau khi đã cắm các giác đầy đủ, anh em lưu ý là khi làm việc chúng ta tránh chạm tay vào trong cái mặt phản xạ của đèn. Thì nếu mà có bụi thì chúng ta có thể dùng máy thổi. Để thổi sạch bụi chứ không có dùng khăn hoặc là lấy tay mà chạm vào thì nó sẽ gây trầy xước hoặc là bẩn cái chóa.
Rồi trước khi mình ráp mặt kính thì chúng ta phải thử coi đèn nó có hoạt động ổn định hay chưa, tránh trường hợp mình ráp hết xong xuôi nó có trục trặc gì đó thì mất công. Đây mặt sau của nó này, cái này thì anh này đang tháo rời ở ngoài nên là mình sẽ quay cho anh em dễ hình dung hơn cách mà để mình chỉnh tăng giảm cao thấp của cái bóng đèn. Thì thường là những chiếc tay ga ví dụ như là Alac 125 rồi xe Vario thì ở phía sau nó có một cái con ốc như thế này để mà tăng giảm cái độ cao của ánh sáng, nhưng mà rất là nhiều anh em hay nhầm lẫn là sử dụng cái rồ lê. Đây, ví dụ như rồ lê như vậy thì thực sự ở trong kẹt thì không thể nào mà mình có thể mình mở được bằng cái này. Đó là cái quan điểm sai. Thì chính xác nhất á là như thế này, đây sử dụng một cái tua vít ba ke và ở đây nó có một cái rãnh này, mình học vô mình dặn đó, có thể thấy là nó dễ dàng như thế nào, chỉ cần tua vít thôi, cao thấp. Chứ thì mình chỉ việc để xe trước một cái bức tường khoảng tầm 5 mét thôi là mình có thể mình biết được là nó vừa tầm chưa. Đó, cái này thì anh em có thể tự làm rất là đơn giản, với việc nhìn ở phía dưới chóa lên là thấy rồi, cái bánh răng nó như thế này nè. Đó. Rồi sau khi lắp ráp xong thì trời cũng vừa tối thì mình sẽ test cho anh em xem sơ qua về cái độ sáng và cái đường cắt. Đây là khi tắt đèn, mở đèn. Nếu mà đang tắt đèn thì mình bắt xin. Rồi mở đèn, code nè. Anh em có thể thấy là đường cắt nó ngang, không có gây chói ở cho người đối diện. Một pha một vaccine này, pha rồi thì không có vaccine được. Tính toán rồi càng khi mình lắp dàn áo rồi thì nghe nó sẽ đầm hơn, nó không có bị chói tai lắm. Cái thời gian mà để ráp cái cụm này thì khoảng tầm hơn một tiếng, tầm một tiếng 20 phút, tiếng rưỡi gì đó. Thì quan trọng là mình khoét những chỗ bị cắn để lắp vào nó không có bị hở và cạ tay thắng. Bóp rất là bị nhẹ và ống ga rất là nhạy. Câu cái vaccine này thì cũng khá là lâu, tầm hơn một tiếng luôn. Thì này mình áp dụng cho cái mặt tăng sáng nó sẽ hiệu quả hơn. Câu kèn thì khoảng câu tính toan thì câu chung với trời sáng nó, xin lỗi, câu với mặt tăng sáng thì nó sẽ tiện hơn, tại vì một lần tháo mặt nạ ra thì nó sẽ đỡ công hơn. Rồi gắn kèn thì khoảng tầm cũng hơn một tiếng luôn. Thì kèn thì được bắt vị trí ở chỗ cũ thì nó sẽ không bị cấn cả để nó cho ra cái âm thanh tốt nhất. Rồi, xe này thì mình làm hết khoảng 4 món thì tổng thời gian khoảng tầm 6 tiếng á. Nhưng mà mình làm lâu, nhưng mà quan trọng nhất là cái chất lượng nó mang lại cho anh em an tâm mà sử dụng. Rồi xin cảm ơn anh em.